Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Tân binh tiếp theo của MU sau Zizi. Nóng, MU lên kế hoạch cho bộ đôi song sát. Mason Greenwood đã không còn nằm trong kế hoạch của Man United và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Nóng, MU lên kế hoạch cho bộ đôi song sát. Theo tiết lộ từ ký giả Fabrizio Romano, Manchester United không chỉ chiêu mộ Joshua Zizi để trở thành phương án dự phòng cho Ramut Hoynoon mà họ còn tin rằng cả hai còn có khả năng sát cánh nhau trên hàng công. Cầu thủ 23 tuổi đến Man United sau khi ghi 11 bàn ở Serie A một trước. Anh được đưa về để hỗ trợ ngăn cạnh tranh với Ramut Hjulmand, ký giả người Ý cho biết. Họ đang dành thời gian để tìm hiểu lựa chọn tốt nhất có thể. Djijé là một trong những cầu thủ được họ đánh giá rất cao vì cậu ấy còn trẻ và tài năng. Một số người trong câu lạc bộ tin rằng cậu ấy cũng có thể thi đấu cùng Rasmus Højlund. Vì vậy, bạn có thể là một tiền đạo thay thế, một phương án dự phòng nhưng có thể là tài năng lớn, tiềm năng lớn và khả năng đã cặp. Trong một số trường hợp cụ thể, hiển nhiên có khá nhiều sơ đồ chiến thuật tạo điều kiện cho Man United sử dụng song sát Hoi và Ziggy trên hàng công, nhưng thực tế, thì kể từ khi còn dẫn dắt Ajax, Ten Hag vẫn luôn trung thành với hệ thống 4231. Tân binh tiếp theo của MU sau Ziggy Bản hợp đồng đầu tiên trong kỷ nguyên tập đoàn Eno tại Manchester United là tiền đạo người Hàn Lan Joshua Zizi. Khi kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2024 mới chỉ bước vào giữa tháng 7 và hai giải đấu lớn là Euro và Copa America vừa kết thúc, đội chủ sân Old Trafford hứa hẹn sẽ đón thêm nhiều tân binh chất lượng. Hàng thủ và hàng tiền vệ giờ là ưu tiên của Quỷ đỏ và đâu là những cái tên họ có thể đưa về trong thời gian tới. Đầu tiên, Matic Denic. Có thể nói Matic Denic tới Man United chỉ còn là vấn đề thời gian, ở giai đoạn này sẽ càng bất ngờ hơn nếu nó không tiến triển. Bayern thực sự muốn bán đèn trong khi đó trung vệ 24 tuổi sẵn sàng giảm lương để gia nhập Man United, nơi anh sẽ đoàn tụ với cựu huấn luyện viên của Ajax là Erik ten Hag. Việc đạt được thỏa thuận với Everton cho Zara ra ngày càng khó khăn. Điều này càng khiến cho thương vụ đèn trở nên cực kỳ quan trọng trong những bước đi tiếp theo của quỷ đỏ. Man United đang làm việc để đồng ý một khoản phí với Bayern Munich, đội đã chi rất nhiều tiền cho tiền điểm này. Gã khổng lồ Đức Đức hiện cần bán cầu thủ để bổ sung thêm cầu thủ vào thỏa thuận trị giá 40 triệu bảng có thể được hai bên thống nhất. 2. Manuel Ugarte tiền vệ người Uruguay là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man United. Một động thái từ đội bóng 20 lần vô địch nước Anh có thể được tiến hành ngay khi Copa America kết thúc. Theo chuyên gia chuyển nhượng uy tín Fabrizio Romano, Manuel Ugarte rất muốn đến Old Trafford mặc dù chỉ mới gia nhập Paris Saint-Germain vào mùa hè năm ngoái. Paris Saint-Germain tái cơ cấu đội bóng của họ và có thể sẵn sàng bán Ugarte với mức giá khoảng 50 triệu bảng. Đây là số tiền mà Man United có thể chấp nhận được trong nỗ lực tìm kiếm người thay thế cho Casemiro tại Old Trafford. 3. Nerizoto với việc MU đã bán trung vệ trẻ Winny Kamara cho Villarreal để thu về số tiền lên tới 10 triệu bảng sẽ không bất ngờ nếu Man United mua thêm hai trung vệ vào mùa hè này sau để Nick Jojo có thể là hậu vệ tiếp theo đến Old theo báo cáo từ Pháp, Man United đã đạt được thỏa thuận với Nin về mức giá mua Jojo. Tuy nhiên, mọi thứ chưa được xuân sẻ bởi ưu tiên ban đầu của trung vệ này là Real Madrid. Và Fabrizio Romano đưa tin, Nin đang khuyến khích cho Jojo chuyển đến Man United về điều đó sẽ tốt hơn cho họ, trong khi Real Madrid từ chối đáp ứng mức giá yêu cầu của đội bóng nước Pháp. Các mục tiêu tiềm năng khác của Man United bao gồm Xavi Simon, Fede Cardiolo, Ivan Toni, Sofian Amrabat và một động thái cho Zara Bronquist vẫn đang để ngỏ. Không thể loại trừ một hoặc hai điều bất ngờ sẽ xuất hiện trong hai tuần tới. Mẫu giao bán Christian Eriksen Manchester United sẽ lắng nghe những đề nghị của Christian Eriksen trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sau khi tiền vệ này bày tỏ sự thất vọng về vai trò của mình. Christian Eriksen không được trọng dụng nhiều sau sự xuất hiện của Comimeno và hiện đang ở năm cuối cùng trong bản hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford và theo tiết lộ từ Manchester Evening News, Man United sẽ lắng nghe những đề nghị dành cho Eriksen, đồng thời cũng sẵn sàng để đi hai cầu thủ khác là Cốt McTominay và Facundo Benici. Một báo cáo trước đây nói rằng ngân sách chuyển nhượng của Man United mùa hè này chỉ có mức 50 triệu bảng. Hiện Donny van der Beek đã rời đi và sắp tới là Willy Camara sau khi anh đồng ý gia nhập Villarreal. Với mong muốn được ra sân thường xuyên, có vẻ như Eriksen, người đã gia nhập Man United vào mùa hè năm 2022, sẽ cân nhắc việc chia tay Old Trafford. Tiền vệ người Đan Mạch, nội hồi tháng 3 rằng anh đã nói chuyện với huấn luyện viên Erik ten Hag về những lo lắng của mình sau khi phải đóng vai trò xoay tua trong phần lớn của mùa giải. Nóng, nằm hòa với ten Hag, Sancho vẫn bị bật bãi khỏi Man United. Truyền thông xứ sở sương mù hôm qua đồng loạt đưa tin, mâu thuẫn giữa Sancho và huấn luyện viên Erik ten Hag tại Man United đã chính thức chấm dứt sau khi ngôi sao người Anh chủ động nói chuyện với nhà cầm quân 54 tuổi ngay trong buổi tập đầu tiên cùng toàn đội chuẩn bị cho mùa giải mới. Tháng 9 năm ngoái, Sancho và ten Hag đã công khai đấu tố nhau trên truyền thông, hệ quả tiền đạo 24 tuổi đã bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá cùng đội 1 và bị tống sang Borussia Dortmund theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay. Dù đã được Erik ten Hag chấp nhận trở lại tập luyện cùng đội 1, nhưng theo nguồn tin mới đây từ The Guardian, ban lãnh đạo của Quỷ đỏ vẫn coi gia Sancho là nhân tố phải thanh lý ở phiên chợ hè năm nay nhằm giúp tăng ngân sách mua sắm. Đồng chủ sở hữu mới Sir Jim Jacknip, đang quyết tâm đặt thu về ít nhất 100 triệu bảng từ việc bán cầu thủ và Sancho dự kiến sẽ giúp câu lạc bộ thu về ít nhất 40 triệu bảng. Thời gian qua, đội chủ sân Old Trafford đã nhận được những đề nghị hỏi mua cầu thủ sinh năm 2000 từ Dortmund và Juventus. Tuy nhiên, thương vụ này vẫn chưa có tiến triển nhiều bởi hai đối tác trên đều gặp khó khăn về mặt tài chính. Bên cạnh Sancho, Man Utd dự kiến sẽ đẩy đi Mason Greenwood, Casemiro, Christian Eriksen hay Harry Maguire trong thời gian tới. Ở trường ngược lại, nhiều khả năng vài ngày tới quỷ đỏ sẽ có sự phục vụ của một đôi người Hà Lan là Joe Suzuki và Matic Janik. Mason Greenwood đã không còn nằm trong kế hoạch của Man Utd Mùa trước, Mason Greenwood được tòa xử trắng án sau vụ nổ súng với bạn gái. Tuy nhiên, trước sức ép của dư luận, anh đã không thể thi đấu cho Man United và ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ đã đẩy anh sang Getafe theo dạng cho mượn. Thời điểm này rất khó để Mason Greenwood trở lại đội hình của Man United. Thông điệp của Sir Jim Ratcliffe đưa ra rất rõ ràng, là họ cần bán thần đồng một thời của nước Anh để tái đầu tư. Và thời điểm cuối mùa trước, chân sút này bày tỏ nguyện vọng muốn tiếp tục ở lại Tây Ban Nha, nơi hàng ngàn cổ động viên đã đến cổ vũ cho anh trong ngày ra mắt. Getafe rất muốn mua đứt tiền đạo này nhưng họ không đủ khả năng tài chính. Vài ngày trước có thông tin Marseille đã ở rất gần với chữ ký của Mason Greenwood, nhà báo có tin xác nhận trên The Athletic. Marseille đã đạt thỏa thuận với Manchester United về việc ký hợp đồng với Mason Greenwood, mức giá 31,6 triệu euro, trong đó 27,6 triệu euro cố định kèm theo 4 triệu euro phụ phí. Cùng với đó là việc Man United nhận phần lớn về số tiền bán Mason Greenwood trong tương lai. Theo nguồn tin từ nước Pháp, Marseille sẵn sàng trả cho tiền đạo người Anh mức kiểu nào khoảng 4 triệu euro mỗi mùa. Tuy nhiên, sự vào cuộc của Napoli lúc này có thể đưa thương vụ rẽ sang một hướng khác. Phóng viên của Mediaset và Casio Mercato, Pano, Bagiza đã tiết lộ trên Twitter rằng Napoli sắp nhảy vào thương vụ Mason Greenwood. Nếu phóng viên Bagiza đúng thì đây sẽ là một cú sốc lớn khi cầu thủ 22 tuổi này dường như sắp chuyển đến Marseille làm việc với cựu huấn luyện viên của Brighton Roberto De Zerbi. thông tin thêm, trên thực tế thì câu lạc bộ của chủ tịch Aurelio De Laurentiis có hành động tham vọng đối với cầu thủ người Anh bằng cách tăng tốc, nhanh chóng để gây bất lợi cho Marseille. Đội đã quan tâm đến cầu thủ này trong nhiều tuần, trên thực tế phía Napoli đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với Quỷ Đỏ trên cơ sở 30 triệu euro. Hiện tại Napoli đã sẵn sàng để đi với Toy ở mùa hè này. Họ xác định chia tay chân sút người Gea ở cuối mùa trước. Với việc thu về một khoản tiền khổng lồ từ Osimhen, Napoli chắc chắn sẽ quan tâm đến những cầu thủ tiền đạo tổng cỡ như Mason Greenwood với một mức giá phù hợp. Về phần Mason Greenwood, Serie chắc chắn là một giải đấu không hề tệ để anh có thể đầu quân. Đây cũng là nơi mà đời tư của cầu thủ không bị soi mói quá nhiều như ở xứ sở sương mù. Điều này cho phép Mason Greenwood tập trung nhiều hơn vào việc chơi bóng. Trong khi đó, về phía Man United, họ sẽ rất hạnh phúc khi có đến ba câu lạc bộ tiếp cận Mason Greenwood. Nó sẽ vô tình đẩy giá của chân sút người Anh lên một ngưỡng mới. Eric Hạc, hào hứng với tương lai của MU. Huấn luyện viên Eric thừa nhận tương lai của Manchester United thực sự đầy hứa hẹn với sự xuất hiện của giới thượng tầng mới. Trong cuộc phỏng vấn mới đây khi được hỏi liệu mình có hào hứng với tương lai của câu lạc bộ hay không, chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ: "Tất nhiên nếu không phải vậy thì tôi đã không gia hạn hợp đồng. Cho đến nay tôi đã ở đây được 2 năm, như tôi đã nói, tôi đến đây để giành chiến thắng, để giành các danh hiệu. Chúng tôi đã giành được hai chiếc cúp sau 6 năm trắng tay, vì vậy tôi đang đi đúng hướng." Hiện tại giới chủ mới có thể giúp chúng tôi, họ rất ủng hộ chúng tôi, chúng tôi có thể thực hiện một quy trình mà mình đã xây dựng trong suốt mùa hè và chúng tôi đang ở một vị trí rất tốt, một vị thế rất vững chắc để tiến lên. Chúng tôi rất hài lòng khi có một cơ cấu mạnh mẽ, thứ sẽ giúp ích cho câu lạc bộ, họ sẵn sàng hỗ trợ và điều đó sẽ giúp ích cho chúng tôi theo nhiều cách, như công tác chuyển nhượng, bộ phận y tế hay những màn thể hiện trên sân. Nóng diễn biến mới nhất vụ Casemiro rời Old Trafford. Casemiro đã thực sự sa sút và không còn là một tiền vệ đẳng cấp hàng đầu. Phong độ của Casemiro ít nhất không cho thấy sự ổn định. Rõ ràng tiền vệ người Brazil đã mất đi tốc độ, sự chính xác cần thiết. Những pha bóng của Casemiro không còn cho thấy sự hiệu quả. Trong mùa giải vừa qua, Casemiro thường xuyên bị chấm điểm thấp, không có gì để bảo chữa cho một tiền vệ giàu kinh nghiệm như Casemiro lại để đối thủ nửa qua đến 8 lần ở trận thua Crystal Banet 0 bốn. Không cầu thủ nào ở ngoài Anh mùa này có thống kê tài hại như Casemiro. Lúc này, Man United đang tìm cách bán đứt Casemiro sang Ả Rập Xê út. Lúc này, Man United đang tìm cách bán đứt Casemiro và Ả Rập Xê út chính là bến đỏ khả dĩ nhất. Mới nhất, ký giả Fabrizio Romano cho hay, các câu lạc bộ ở giải bóng đá Ả Rập quan tâm đến Casemiro, sự quan tâm vẫn rất mạnh mẽ sẽ có rất nhiều tiến triển trong những ngày tiếp theo mặc dù Man tức chưa nhận được đề nghị chính thức nào cho sự quan tâm đến từ sự giải bóng đá Ả Rập. Mùa giải vừa qua Casemiro trung bình mất bóng 12 lần và bị dây bóng qua người 2,2 lần mỗi trận. Quỷ đỏ thực sự rất cần bản nâng cấp cho Casemiro ở mùa giải tới và Manuel Ugarte sẽ là một phương án thay thế lý tưởng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!